Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Cường Thiên Văn Học HAS. Thì trong thời gian gần đây mình có nhận được một số câu hỏi, trong đó có một câu hỏi là có nên sử dụng ống nhòm để thay thế hoàn toàn cho kính thiên văn khi mà ngắm thiên văn hay không. Với câu hỏi này thì bên mình có câu trả lời, thì mình nghĩ là không nên. Bởi vì với ống nhòm thì nó có cái lợi thế là cơ động, nhưng mà cái độ phóng đại của nó sẽ là cố định và thường sẽ từ khoảng từ 8 đến 12 lần. Thì với sản phẩm như vậy, các bạn chỉ có thể ngắm địa văn là chủ yếu với những cái phong cảnh như hoa cỏ, cây cối, chim chóc. Còn đối với thiên văn thì khi sử dụng ống nhòm, các bạn cũng chỉ nên là ngắm đến mặt trăng, và cái độ phóng đại cũng như độ chi tiết nó sẽ không quá là cao. Nó không thể nào mà thay thế được chức năng của kính thiên văn khi mà ngắm thiên văn được. Với kính thiên văn thì các bạn có thể có cái cơ sở thông số nó rất là tốt để các bạn có thể đẩy độ phóng đại lên rất là cao, 50, 100, 150 lần. Thì các bạn có thể ngắm mặt trăng rõ các hố núi lửa, hay là rõ được chi tiết các cái vân vành của sao mộc sao thổ. Đấy là cái sản phẩm mà mình nghĩ là không nên thay thế bằng ống nhòm. Hoặc các bạn có thể tham khảo thay thế kính thiên văn bằng một chiếc ống nhòm trong trường hợp mà tài chính của các bạn chưa đủ vững, thường thì sẽ là ở tầm giá 2-3 triệu. Với cái tầm giá này thì các bạn có thể mua được một chiếc ống nhòm với chất lượng rất là tốt. Với một chiếc ống nhòm như vậy, các bạn có thể ngắm được rất tốt về các cái phong cảnh địa văn, và đặc biệt là có thể đáp ứng được một số nhu cầu cơ bản khi mà ngắm thiên văn, như là ngắm bề mặt mặt trăng hay là một số cụm sao tinh vân nổi bật như M42, M45. Sau đây thì mình xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.